các bước thay khớp hàm nhân tạo thì đầu tiên và đương nhiên rồi chúng ta sẽ phải giảm đau cho bệnh nhân. Sau đó kê tư thế bệnh nhân, khi mà bệnh nhân không còn đau gì nữa, các phẫu thuật viên mới tiến hành bộc lộ theo cái đường mổ của mình, bộc lộ cái khớp hàm của bệnh nhân ra. Sau đó chúng ta sẽ lấy những cái phần khớp hư hỏng và bị hoại tử ra, tức là lấy cái phần chõm xương đùi ra và chúng ta sẽ tiến hành làm sạch cái ổ cối để bộc lộ ra. Sau đó chúng ta sẽ đặt cái khớp nhân tạo của mình, bao gồm phần ổ cối và cái phần chui xương đùi, đặt vào trong lòng tùy xương đùi. Khi mà chúng ta đặt lại như vậy, chúng ta sẽ phải kiểm tra lại một lần nữa để xem hai chân có bằng nhau hay chưa. Cái vị trí của ổ cối, vị trí của cái chõm, vị trí của cái stem xương đùi này có đúng cái kích thước mà chúng ta đề ra, có đúng cái vị trí mà chúng ta đề ra hay chưa. Sau đó chúng ta mới đóng vết mổ trở lại và ngay sau mổ bệnh nhân có thể đi lại trở lại được. Đến tâm anh, phục hồi nhanh, về nhà sớm.